Chào mừng các em học sinh đến với tiết học online ngữ văn lớp 7 của trường Trung học cơ sở Châu Văn Liêm. Các em ở tiết trước các em đã được học thế nào là một bài văn lập luận chứng minh và cách làm một bài văn lập luận chứng minh như thế nào. Thì các em cần phải ghi nhớ cho cô bố cục của một bài văn lập luận chứng minh. Thì như những bài tập làm văn khác, bài văn nghị luận chứng minh cũng bao gồm 3 phần, đó là mở bài, thân bài và kết bài. Ở phần mở bài, các em cần phải giới thiệu được luận điểm chính cần chứng minh, trích dẫn câu danh ngôn, tục ngữ nếu có. Qua phần thân bài, các em cần phải làm sáng tỏ được luận điểm bằng các luận cứ phù hợp. Mỗi luận cứ gồm một số ý cơ bản như sau: dẫn chứng phải tiêu biểu và chân thực, lý lẽ phải xác đáng, hợp lý, kết hợp giải thích và bình luận nếu cần. 3. Kết bài, em khẳng định lại một lần nữa luận điểm đã chứng minh, rút ra bài học thực tế và liên hệ bản thân. Thì ngày hôm nay, cô và chúng ta sẽ cùng đi vào luyện tập viết một bài văn lập luận chứng minh. Đề bài: em hãy chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Thì như những bài văn nghị luận khác, bài văn lập luận chứng minh các em cũng cần phải làm theo 4 bước. Bước thứ nhất đó là đọc kỹ đề, tìm hiểu đề và tìm ý. Bước thứ hai, lập dàn bài. Bước thứ ba, từ dàn bài đó viết thành một bài văn hoàn chỉnh. Và bước 4, đọc, rà soát lại lỗi chính tả, cách dùng từ, cách ngắn câu, lỗi liên kết và hình thức, nội dung. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào bước thứ nhất, tìm hiểu đề và tìm ý. Tìm hiểu đề. Đầu tiên, các em phải tìm hiểu được xem bài văn nghị luận này là nghị luận chứng minh hay là nghị luận giải thích, vân vân. Thì khi chúng ta đọc vô đề bài là các em đã được biết được ngay đó chính là bài văn. Em hãy chứng minh rằng, chỉ cần nghe đến câu đó là chúng ta biết rằng đây chính là một bài văn nghị luận chứng minh. Luận điểm chính cần chứng minh đó chính là đạo lý về lòng biết ơn. Phạm vi dẫn chứng. Để làm một bài văn nghị luận chứng minh thì các em phải đưa ra được những cái dẫn chứng trong đời sống thì nó mới mang tính thuyết phục, mới khiến cho người đọc, người nghe tin được rằng cái luận điểm đó là đúng. Thì chúng ta cần phải lấy được những cái dẫn chứng trong đời sống từ xưa đến nay. Sau khi tìm hiểu đề bài xong thì chúng ta sẽ qua B nhỏ, tìm ý. Tìm ý để tìm được ý của bài văn này, các em cần phải trả lời cho cô các câu hỏi sau đây. Đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn có nội dung như thế nào? Thứ hai, tìm những biểu hiện của đạo lý trong đời sống thực tế. Có nghĩa là chúng ta tìm những cái dẫn chứng trong đời sống thực tế. Và thứ ba, đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn gợi cho em những suy nghĩ gì? Thì sau khi đã tìm hiểu đề và tìm lý xong thì chúng ta sẽ qua bước thứ hai, đó là lập một cái dàn ý, một cái dàn bài. Cái bước này vô cùng là quan trọng. Cô thấy rằng khi đi thi hoặc khi viết một bài tập làm văn, các em thường bỏ qua cái bước lập dàn bài này. Trong khi đó, các em phải biết rằng khi chúng ta viết thì chúng ta phải lập dàn bài để chúng ta ghi những cái ý chúng ta cần phải làm ra để tránh cái bài văn chúng ta sẽ bị thiếu ý hoặc là thừa ý. Vì vậy, các em cố gắng khi viết một bài văn, chúng ta phải lập cho cô một cái dàn bài. Hãy nhỏ về phần mở bài. Mở bài thì các em cần phải giới thiệu được cái luận điểm chính, đó là đạo lý về lòng biết ơn. Và các em trích dẫn cái câu tục ngữ đó vào: ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Qua phần thân bài,
Về phần tương bài thì đầu tiên các em cần phải giải thích được nghĩa của hai câu tục ngữ đó. Với cái câu tục ngữ mang cái ý nghĩa ẩn dụ như thế này thì các em cần phải giải thích cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của câu tục ngữ. Như cô đã dạy ở các tiết học trước, cô đã nói rồi, nghĩa đen đó là nghĩa hiểu trực tiếp trên câu chữ. Đó là một cách hiểu thông thường. Câu ghi làm sao thì chúng ta hiểu như vậy. Còn nghĩa bóng đó chính là cái nghĩa ẩn dụ, nghĩa sâu xa ở bên trong cái câu đó. Với cái câu tục ngữ ăn quả như kẻ trồng cây, chúng ta phải hiểu nghĩa đen ở đây đó là khi chúng ta ăn một cái trái cây chín ngon ngọt thì chúng ta phải nhớ ơn đến những người đã trồng ra cái cây đó để cho chúng ta được hưởng quả ngon, quả ngọt. Về nghĩa bóng, quả ở đây chúng ta hiểu đó chính là thành quả lao động. Mọi giá trị vật chất và tinh thần đều phải từ lao động mà có. Thì khi chúng ta được hưởng những cái thành quả đó, cái thành hưởng thụ những cái thành quả đó, thì chúng ta cần phải biết ơn, nhớ ơn đến những người đã tạo nên cái thành quả đó cho chúng ta hưởng. Hai, câu uống nước nhớ nguồn. Nghĩa đen của nó là khi các em uống một cái ngụm nước mát thì phải biết nước ấy từ đâu mà có. Nguồn là nơi bắt đầu của dòng nước. Còn nghĩa bóng là khi chúng ta được hưởng thụ một thành quả nào thì chúng ta phải biết thành quả đó từ đâu mà có. Đó là nguồn, ở đây chính là nguồn gốc và cội nguồn. Hai câu tục ngữ này nhằm nhắn nhủ với chúng ta một bài học, đó là về lòng biết ơn. Đó gợi lên một cái tình cảm ngọn nguồn sâu xa và thiêng liêng trong tâm linh của người Việt. Sau khi các em đã giải thích xong ý nghĩa của hai câu tục ngữ thì chúng ta sẽ qua phần tiếp theo, đó là chúng ta sẽ đưa ra các dẫn chứng để chứng minh nhân dân ta từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Luận cứ một thì từ xưa dân tộc Việt Nam đã luôn luôn nhớ tới cội nguồn, luôn luôn biết ơn với những người đã cho mình hưởng những cái thành quả, những cái niềm vui sướng trong cuộc sống. Chúng ta có thể tìm một số những cái dẫn chứng và lý lẽ như sau. Người xưa luôn răn dạy con cháu nhớ đến công ơn của ông bà, cha mẹ, tổ tiên với những câu ca dao thấm nhuần những cái tư tưởng nhân văn mà các em đã được học ở học kỳ 1 hoặc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Các em nhìn lên trên like cho cô. Đây là một số câu ca dao tục ngữ các em sẽ trích dẫn vào trong bài văn của mình. Ai mà phụ nghĩa quên công thì đeo trăm cánh hoa hồng không thơm. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chín chữ ghi lòng con ơi. Cày đồng đang bụi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Hay là câu, ngó lên lục lạc mái nhà, bao nhiêu lục lạc nhớ ông bà bấy nhiêu. Thì các em có thể trích dẫn những cái câu ca dao, những cái câu tục ngữ này vào trong bài văn của mình để nó mang cái tính thuyết phục hơn. Chính vì thế mà người Việt Nam chúng ta có một cái phong tục rất là đẹp là thờ cúng tổ tiên các cái ngày giỗ, ngày Tết, ngày lễ, những cái ngày thượng thọ. Gia đình sẽ cùng nhau sum họp lại với nhau. Đặc biệt, người Việt chúng ta cũng không thể nào quên ngày giỗ tổ Hùng Vương. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Đây là ngày mà chúng ta tưởng nhớ đến công lao dựng nước và dựng nước của các vua Hùng. Một cái biểu hiện nữa của luận cứ mà các em có thể thấy
Các em có thể thấy rằng đi khắp trên đất nước Việt Nam, nơi nào cũng có những cái đền miếu thờ phụng các bậc tiền bối, các vị anh hùng có công dựng nước, đi kèm với đó là các cái lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ đến các vị anh hùng của dân tộc. Cô sẽ giới sau đây, cô sẽ giới thiệu cho chúng ta một số những cái lễ hội tiêu biểu, chính là lễ hội gióng. Học lớp 6, ở học kỳ 1 năm lớp 6, các em đã được tìm hiểu qua cái tác phẩm truyền thuyết Thánh Gióng, đã nói về người một vị anh hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Thì nhân dân ta hàng năm đều tổ chức lễ hội gióng để tưởng nhớ đến, để tưởng niệm và ca ngợi chiến công của người anh hùng trong truyền thuyết Thánh Gióng, được diễn ra ở Gia Lâm, Hà Nội. Và lễ hội này cũng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Các em nhìn trên slide, đây chính là cái hình tượng về người anh hùng Thánh Gióng. Và bên đây và trên đây đó là lễ hội tưởng nhớ lễ hội gióng được tổ chức ở Gia Lâm, Hà Nội. Có thể nói, người Việt chúng ta không thể sống thiếu những cái phong tục tập quán đó, bởi vì nó đã ăn sâu vào trong tiềm thức của những người Việt chúng ta. Đó, sau khi đi xong luận cứ thứ nhất, sau khi chúng ta đưa ra những cái dẫn chứng để chứng minh cho luận cứ thứ nhất, thì bây giờ cô và chúng ta sẽ đi qua luận cứ thứ hai. Ngày nay, người Việt Nam vẫn tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Chắc hẳn các em vẫn còn nhớ đến. Chắc hẳn các em đều biết rõ rằng tất cả những cái truyền thống tốt đẹp trong quá khứ vẫn được nhân dân ta gìn giữ và phát huy trong thời đại ngày nay. Bên cạnh đó, ngày nay thì nhân dân ta còn thể hiện những đạo lý ấy một cách rất là phong phú và sâu sắc hơn. Cụ thể, để tỏ lòng biết ơn đến Bác Hồ, một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người đã ra đi tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc và đã dẫn dắt nhân dân ta chiến đấu giành độc lập, hòa bình như ngày hôm nay. Thì chúng ta vào những cái ngày lễ, vào những cái ngày sinh, ngày mất của Bác, thì chúng ta đều có những cái hoạt động để tưởng nhớ đến vị Chủ tịch Hồ Chí Minh, một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Hay chúng ta đều lần lượt từng dòng người đến thăm lăng Chủ tịch của Bác Hồ ở ngoài Hà Nội. Các em nhìn lên live chiếu, đây chính là hình ảnh về Bác Hồ và hình ảnh về lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, chúng ta còn dành tặng một ngày, đó là ngày 20 tháng 11, để tri ân đến những cái thầy cô giáo, những người lái đò. Tri ân đến những thầy cô giáo, những người lái đò đã dạy dỗ các em học sinh lên người. Đặc biệt, để tưởng nhớ đến những cái vị anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu để giành độc lập cho đất nước, nhà nước ta đã dành tặng một ngày, đó là ngày 27 tháng 7. Ngày đó là ngày thương binh liệt sĩ, nhằm để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ. Và nhân dân ta trên mọi miền đất nước đều có những cái hành động đẹp để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ này. Đó là trên slide đây. Nhưng em nhìn trên live, đây chính là ảnh trao quà và thăm hỏi cho các anh hùng liệt sĩ, hay chăm sóc phụng dưỡng cho bà mẹ, cho những bà mẹ Việt Nam anh hùng, hay có những cái hành động về nguồn rất là cao cả và sâu sắc, đó chính là đi thăm nghĩa trang liệt sĩ
chúng hoặc là làm chăm sóc những cái bồn cây ở nghĩa trang liệt sĩ. Vì vậy, để tỏ lòng biết ơn đến những người đã tạo ra những cái thành tựu mà chúng ta đã được. Còn trong ngày nay, khi mà đại dịch COVID-19 đang hoành hành, thì chúng ta càng phải biết ơn hơn Đảng và Chính phủ, những người đã đưa ra những cái chính sách để chống lại dịch bệnh, giúp nhân dân ta chống lại dịch bệnh COVID-19, và biết ơn đến những anh bộ đội Cụ Hồ đã không quản mệt nhọc vất vả ngày đêm phục vụ những người ở trong khu cách ly, hay là hơn hết là những người y bác sĩ, những chiến sĩ áo trắng đã không quản vất vả ngày đêm chung tay vào chăm sóc cho những người bệnh. Thì để tỏ lòng biết ơn đó, để tỏ lòng biết ơn đó, thì chúng ta cần phải làm gì? Đó chính là những lý lẽ. Sau đây cô sẽ có một số những cái gợi ý về lý lẽ cho chúng ta. Thứ nhất, đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô thì chúng ta thể hiện lòng biết ơn bằng cách là chúng ta kính trọng, yêu quý, giúp đỡ. Và với những cái thế hệ đi trước thì chúng ta cần phải tôn trọng, giữ gìn, bảo vệ và phát huy những giá trị của các di sản văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Tích cực học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành con người có ích cho xã hội. Đó là một cách thể hiện lòng biết ơn vô cùng sâu sắc. Còn trong thực tế hiện nay, chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn bằng cách thực hiện tốt những quy định của chính phủ, những khuyến cáo của Bộ Y tế, hạn chế ra đường, đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên rửa tay. C nhỏ phần kết bài. Nói chung, nhớ ơn những người đã đem lại hạnh phúc, đem lại cuộc sống tốt đẹp cho ta là một việc làm hiển nhiên, mang đạo lý. Đó là bài học muôn đời. Chúng ta hãy phát huy truyền thống tốt đẹp đó của ông cha chúng ta. Sau khi các em lập dàn bài xong, thì chúng ta sẽ qua bước thứ ba, đó là viết thành một bài văn hoàn chỉnh. Thì học sinh sẽ tập viết từng đoạn. Và sau khi viết xong thì chúng ta sẽ qua bước thứ tư, đó là các em đọc và sửa chữa lại bài. Sau đây cô và trò chúng ta sẽ đi vào. Cô có những cái đoạn văn về cách mở bài, thì chúng ta có thể theo dõi vô để chúng ta dựa vào đó để chúng ta viết. Mở bài, cách mở bài thứ nhất: lòng biết ơn đối với người khác từ xưa đến nay vốn là truyền thống của dân tộc ta. Ông cha ta luôn nhắc nhở, dạy bảo con cháu phải sống ân nghĩa, thủy chung. Đã nhận ơn của ai thì không bao giờ quên. Truyền thống đạo đức đó đã được thể hiện rõ nét qua câu tục ngữ: ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Cách thứ hai, ca dao tục ngữ là viên ngọc quý trong kho tàng văn học nhân gian. Nếu những bài ca dao là những lời ru ngọt ngào, thì tục ngữ là những kinh nghiệm quý báu về đạo lý trong đời sống. Một trong những đạo lý ấy chính là lòng biết ơn, được ông cha ta đã đúc kết bằng hai câu tục ngữ: ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Đây là hai cách mở bài của cô. Chúng ta có thể tham khảo thử và từ đó dựa vào đây để viết thành một cái mở bài theo cách của mình. Và qua phần thân bài thì trước tiên chúng ta cần phải giải thích hai câu tục ngữ đó. Không chỉ riêng một bài văn này, tất cả những cái bài văn nghị luận khác thì mở đầu của phần thân bài thì các em cần phải giải thích nghĩa của câu tục ngữ hoặc là câu ca dao hoặc là câu châm ngôn hoặc là câu danh ngôn vân vân. Nghĩa là đầu tiên vô thì các em cần phải giải thích nghĩa của câu tục ngữ đó hoặc là câu danh ngôn đó hoặc câu ca dao đó.
Rồi, chúng ta đi vào giải thích nghĩa của hai câu thuật ngữ này. Trước hết, để hiểu rõ đạo lý về lòng biết ơn, chúng ta cần hiểu được nội dung của hai câu thuật ngữ này. Tuy là hai câu thuật ngữ khác nhau, cách diễn đạt cũng khác nhau, nhưng cả hai đều chứa đựng những cái bài học về cách sống, về cái nghĩa cao đẹp của người Việt Nam. Khi ăn một chảy ngon ngọt, ta phải nhớ ơn người đã bỏ công sức vun trồng, chăm sóc từ khi cây còn non cho đến lúc ra quả ngọt, ngon trái chín. Được uống một ngụm nước ngon lành, mát lạnh, nhất định ta không được quên cội nguồn nơi dòng nước chảy tới. Vẫn là đặc điểm quen thuộc của câu thuật ngữ, vẫn là hình ảnh tượng trưng độc đáo và hàm xúc, vẫn là những lời răn dạy về lòng biết ơn. Người được hưởng thành quả lao động thì phải biết ơn để những người đã tạo ra nó. Để có được cuộc sống như ngày hôm nay thì ta không thể nào quên ơn những người đã mang cho ta được cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Sau khi giải thích nghĩa của hai câu thuật ngữ xong thì các em sẽ tiến hành vào chứng minh. Thì đây chính là một cái đoạn văn chứng minh cô gợi ý cho chúng ta, thì chúng ta dựa vào đây. Sau khi giải thích xong hai câu thuật ngữ thì chúng ta sẽ vào viết. Tiếp theo là chúng ta cần phải chứng minh. Thì ở đoạn văn này thì các em cần phải đưa ra những cái dẫn chứng để chứng minh cho cái luận điểm của mình, để chứng minh rằng nhân dân ta luôn sống theo cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây vốn đã đi vào đời sống, là nét đẹp trong phẩm chất của người Việt, gần gũi là thờ ông bà tổ tiên mỗi khi Tết, giỗ trong mỗi gia đình để tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục của con cháu. Rầm rộ hơn là những lễ hội được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ đến các anh hùng dân tộc. Bác Hồ đã dạy, các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Vì thế, dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, cứ đến dịp lễ đội đền hùng, nhân dân ta cả nước lại nô nức kéo nhau về quê cha đất tổ để tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vua hùng. Ở mỗi làng, mỗi thôn, mỗi xóm đều diễn ra các hoạt động hội làng đều đặn nhằm ghi tạc công lao của các vị hoàng làng, tổ nghề, tổ sư. Đó chính là một cái đoạn văn, một cái đoạn văn mà cô hướng dẫn cho chúng ta. Thì từ đó chúng ta có thể viết tiếp những cái dẫn chứng mà cô đã hướng dẫn cho chúng ta trong cái dàn bài. Dàn bài cô đã đưa hàng loạt những cái dẫn chứng cho chúng ta rồi đó. Thì chúng ta dựa vào cái dàn bài đó và chúng ta viết tiếp cái đoạn văn này cho cô nhé. Phần kết bài chúng ta có cách kết bài thứ nhất. Đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn đã trở thành một cách sống, một nếp sống quen thuộc, mang đậm bản sắc dân tộc. Mỗi người Việt Nam đều có quyền tự hào về truyền thống ấy và phải biết sống xứng đáng với truyền thống đó. Cách lai. Tóm lại, hai câu tục ngữ trên giúp ta hiểu rõ về đạo lý làm người. Lòng biết ơn là tình cảm cao quý và cần phải có trong mỗi con người. Vì vậy, chúng ta cần luôn trau dồi phẩm chất cao quý đó, nhất là đối với cha mẹ, thầy cô, với những ai đã tạo ra thành quả cho chúng ta hưởng thụ. Đó là những cái phần cô gợi ý cho chúng ta cách viết phần mở bài, thân bài và kết bài. Thì các em về nhà, chúng ta sẽ viết thành một cái bài văn hoàn chỉnh cho cô và ôn tập lại những lý thuyết đã học, chuẩn bị cho cô bài mới, đó là chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động. Tiết học hôm nay là kết thúc. Chúc các em học tập tốt, luôn khỏe mạnh và bình an.